tới cái bài tâm xả vô lượng thì thầy thấy nó tạm vừa đủ để cho chúng ta biết cách xả tâm mà thôi. Vì tất cả những niệm mà hiện ra trong đầu của chúng ta và các cảm thọ mà xảy ra trên thân của chúng ta đều là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, cho nên miễn là có chướng ngại trên thân tâm chúng ta là nó phải là nằm ở trong ba cái lậu hoặc này chứ không khác, cho nên nó cũng dễ dàng chứ không có gì khó. Ví dụ như cái thân đau nhất thì nó cũng là một cái lậu hoặc chứ không có gì khác hết, cho nên chúng ta phải xả. Còn tâm chúng ta có cái niệm mà nó có những sự phiền não, lo lắng, sợ hãi, thương nhớ thì đó là lậu hoặc chứ có gì đâu. Do đó chúng ta sẽ nương vào những cái bài học mà chúng ta xả nó cho đúng cách thì chúng ta sẽ đi nó được. Đó là cách thức tu tập như vậy. Cho nên ở đây mấy con tới đây thì mấy con ít có hỏi, mà mấy con phải nắm cho vững. Người nào mà chưa vững thì hỏi lúc này, còn người nào đã vững rồi thì không được hỏi nữa, cứ lo tu mà thôi. Trừ ra có hỏi là khi nào bị lạc vào trong tưởng, hoặc là theo thầy thuyết nghĩ, nếu mà tu đúng thì mấy con cũng không lạc vào trong tưởng, tại vì mấy con ức chế tâm mà mới lạc vào trong tưởng, còn tu đúng thì không bao giờ lạc vào trong tưởng. Chỉ có thưa hỏi là khi bị cảm thọ mà đẩy lui không được thì hoặc là phải trợ giúp cái lực nào đó để cho mấy con tiến tới để mà phá đi những cái chướng ngại pháp rất là khó. Nhưng mà nếu mà mấy con tu mà giữ sự chọn lựa hẳn ngoài với tri kiến giải thoát thì mấy con sẽ không còn khó khăn trong cái vấn đề đó. Tự tu, tự thiện xảo, mấy con cũng sẽ dẹp hết tất cả những cái chướng ngại ở trên thân tâm của mấy con rất dễ dàng, khi mà cái lớp chánh kiến mấy con đã thông suốt, nó không còn khó khăn nữa. Chỉ có bây giờ là mình chỉ nỗ lực tu sống đúng, độc cư trọn vẹn thì mấy con sẽ làm được. Chỉ trừ ra mấy con sống không đúng độc cư, mấy con không giữ trọn vẹn độc cư thì mấy con làm không được mà thôi. Đến đây thì mấy con còn hỏi, có hỏi gì thầy cứ hỏi, còn không thì cứ về con hỏi. Khoan, trong cái giờ giấc mà con tu khoan tăng, mặc dù là có thể tiến được, nhưng mà sau khi mà khép vô trong cái lớp chánh tư duy rồi đó, bắt đầu trong một tuần lễ đầu vẫn giữ giờ giấc nghiêm chỉnh, 10 giờ đi ngủ, đến 2 giờ thức dậy, và buổi sáng thì cũng 7 giờ cho đến 10 giờ rồi đi khất thực, buổi chiều cũng 2 giờ cho đến 5 giờ thì tu bình thường trong một tuần lễ đầu sau khi mà vào cái thời khóa tu tập của lớp chánh tư duy. Rồi sau đó thầy sẽ, chứ bây giờ thì con khoan, bởi vì lúc bây giờ đó tăng lên là tăng lên một lượt, người nào cũng trong cái số các con tu đó tăng lên một lượt với nhau để giờ giấc nghiêm chỉnh, để đồng thời cũng là khép cánh nhau trên cái đường tu. Cho nên có lẽ là sắp tới đây thì thầy sẽ nói Út là cho mấy con đi ra sao hết để mà nằm ở trong cái lớp, còn ở sau là mấy người mà nói chuyện ngoài kia thì cho ra trước, không có để mà. Con cứ giữ bình thường, con tu khoan thai. Rồi con ai hỏi thầy gì không con?